Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Nước sạch vào mùa cao điểm, Hà Nội đảm bảo an ninh nguồn nước sau sự cố sông Đà. Người dân vật lộn với nắng nóng kéo dài có thể đến 13 tháng 6. Lào Cai chấn chỉnh hoạt động khai thác vàng tại xã Minh Lương. Báo động tình trạng loạn thần do rượu. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 9 tháng 6, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với tỉnh Yên Bái về kết quả 4 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và nghị quyết Đại hội 18 của Đảng bộ tỉnh, kết quả triển khai thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Chiều 9 tháng 6, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với tỉnh Yên Bái về kết quả 4 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và nghị quyết Đại hội 18 của Đảng bộ tỉnh. Kết quả triển khai thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Dự kiến đến hết năm 2020, tỉnh Yên Bái có 19 trên 21 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, mặc dù nhiệm kỳ qua tỉnh gặp rất nhiều khó khăn nhưng đã nỗ lực phấn đấu để phát triển khá toàn diện. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá theo hướng bền vững và tập trung khai thác thế mạnh, không chạy theo tăng trưởng nhanh. Thời gian tới, Yên Bái cần tập trung làm tốt công tác tổ chức Đại hội Đảng cấp huyện để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh. Sáng cùng ngày, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã dự Đại hội điểm huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Tại đại hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã tặng đại hội bức tranh Bác Hồ bắt nhịp bài ca kết đoàn và phát biểu ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ huyện Văn Yên đã đạt được trong những năm qua. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa chính thức khai mạc với sự tham dự của 247 đảng viên, đại diện cho hơn 2.700 đảng viên trong Đảng bộ huyện. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện, bởi Tân Uyên là huyện đang trên đà về đích nông thôn mới năm 2020. Ngày 9 tháng 6, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tân Uyên tỉnh Lai Châu lần thứ 18 nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc với sự tham dự của 247 đảng viên, đại diện cho hơn 2.700 đảng viên trong Đảng bộ huyện. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện, bởi Tân Uyên là huyện đang trên đà về đích nông thôn mới năm 2020. Huyện có bí thư huyện ủy kiêm chủ tịch Ủy ban nhân dân và là huyện có tốc độ phát triển kinh tế cao của tỉnh Lai Châu. Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tân Uyên đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra 10 chỉ tiêu phấn đấu thực hiện đến năm 2025 là thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng, tổng sản lượng lương thực 27.000 tấn, sản lượng chè búp tươi 30.000 tấn. Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 18. Ông Nguyễn Sĩ Cảnh được bầu giữ chức Bí thư huyện ủy Tân Uyên nhiệm kỳ 2020-2025. Dự báo nhu cầu sử dụng nước sạch vào cao điểm mùa hè sẽ tăng khoảng 5-10%, song với sản lượng khai thác trên 1,5 triệu mét khối một ngày đêm, các đơn vị cung cấp nước sạch của Hà Nội cơ bản vẫn đảm bảo đủ nguồn cung nước sạch cho nhân dân. Tuy nhiên, tại một số khu đô thị mới đang đưa vào sử dụng, có thể sẽ xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ. Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều ngày 9 tháng 6. Ngoài khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch dịp hè, vấn đề được nhiều cơ quan báo chí quan tâm đó là việc đảm bảo an ninh nguồn nước, đặc biệt là sau sự cố tràn dầu làm ô nhiễm nguồn nước đầu vào của nhà máy nước sông Đà. Đại diện công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà cho biết toàn bộ hệ thống thu, xử lý và các tuyến đường giao thông kết nối vào khu vực chứa nước đều đã được lắp đặt hệ thống camera giám sát. Giám sát thường xuyên và đưa ra cảnh báo. Và đối với lại nước thô đầu vào và cái nước sạch thì công ty cũng đã kết nối với chi cục bảo vệ của Sở Tài nguyên Môi trường. Cái công trình thu chúng tôi đã thiết kế để đảm bảo là tránh cái việc mà trôi những cái vật nổi ở bên sông vào, cũng như là cái hệ thống phao chắn được lắp đặt ngay từ trong cái giai đoạn trước khi triển khai đưa nhà máy nước đi vào vận hành. Liên quan đến việc thành phố Hà Nội quyết định chi 114 tỷ đồng cho công tác tưới nước, rửa bụi bẩn trên đường và chống nóng trong những ngày nắng gắt, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết quyết định này dựa trên đề xuất của các quận, huyện. Giao các địa phương chủ động quyết định xem là cái chỗ nào chúng ta cần phải rửa đường để đảm bảo mà vệ sinh cũng như là hạ nhiệt độ, giảm cái nắng nóng. Toàn bộ cái địa bàn quận này có bao nhiêu con đường, đúng không? Mật độ đi lại thế nào, khả năng thế nào, chứ lại không làm cái việc là tràn lan đường nào cũng lại đi tưới là cũng không cần thiết, không được.
Thứ hai, ví dụ những cái ngày nó mưa, các thứ này khác thì đi rửa đường để làm gì? Thì tôi cho rằng đây là một giải pháp rất hay. Cùng với việc đảm bảo nguồn nước, cung cấp phục vụ nhu cầu sử dụng tăng cao dịp hè, thành phố Hà Nội đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch. Sau hơn một năm chậm tiến độ, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Ninh Bình sẽ được thực hiện thu phí không dừng ETC từ ngày hôm nay. Cụ thể, các trạm thu phí trên tuyến cao tốc này sẽ bố trí hai làn thu phí không dừng trên hai chiều đường. Riêng trạm thu phí liên tuyến được bố trí 4 làn không dừng. Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, để phục vụ phương tiện lưu thông tại làn không dừng, đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí sẽ dán thẻ miễn phí lần đầu và mở tài khoản giao thông cho các phương tiện tại hai điểm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc này vào các ngày trong tuần. Các phương tiện chưa dán thẻ, chưa nạp tiền vào tài khoản giao thông hoặc tài khoản không đủ để trả phí sẽ không được đi vào làn ETC. Từ tháng 7 năm 2020, công ty cổ phần BOT Pháp Vân Cầu Rẽ sẽ không bán vé tháng, quý, thủ công. Khách hàng không dán thẻ thu phí tự động ETC sẽ không mua được vé tháng, quý, thủ công. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho biết, đến 18 giờ ngày 9 tháng 6, không có ca mắc mới COVID-19. Như vậy, đã 54 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Theo báo cáo của tiểu ban điều trị, trong ngày hôm nay có thêm một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, là bệnh nhân 326, nữ 20 tuổi tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam đã chữa khỏi 317 trên 332 bệnh nhân, chiếm 95,2% tổng số bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam. Hiện còn 15 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế, đa số có sức khỏe ổn định, trong đó có 6 trường hợp đã cho kết quả âm tính từ 1 đến 2 lần. Hiện chỉ còn 9 ca dương tính với COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 6, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát cảnh báo ô nhiễm không khí, đặc biệt là bụi mịn PM2.5 tại miền Bắc do đốt rơm rạ. Thông báo của Tổng cục Môi trường cho hay, từ ngày 3 tháng 6, chất lượng không khí tại một số tỉnh miền Bắc xu hướng suy giảm vào ban đêm. Và một trong những nguyên nhân chính là hiện tượng đốt rơm rạ đang diễn ra phổ biến tại nông thôn. Sau một thời gian phơi nắng, rơm rạ thường được đốt vào buổi tối. Vì vậy, các chất ô nhiễm, đặc biệt là bụi mịn PM2.5 bắt đầu tăng từ khoảng 18 giờ và đạt giá trị cực đại vào 20 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Bên cạnh việc đốt rơm rạ thì các yếu tố khí tượng những ngày qua cũng làm gia tăng tình trạng ô nhiễm không khí vào ban đêm. Cơ quan môi trường khuyến cáo người dân không nên đốt rơm rạ để giảm bớt tình trạng ô nhiễm không khí, giảm hoạt động ngoài trời vào buổi tối. Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây người dân thủ đô đã và đang phải trải qua một đợt nắng nóng gay gắt. Điều đáng nói, đợt nắng nóng này được dự báo sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới. Riêng khu vực Bắc Bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 13 tháng 6. Xóm trọ dưới chân cầu Long Biên, Hà Nội là nơi ở của những người lao động nghèo, làm việc vào buổi đêm tại chợ Long Biên. Chẳng ai dám nghĩ đến máy lạnh hay điều hòa, chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua khe cửa giữa buổi trưa hè nắng gắt đã là món quà tuyệt diệu đối với họ. Trên thì bao lâu mà dưới mà lại chung quanh tôn nữa thì chúng tôi khác hình như là gần cái lửa thiêu luôn đấy. Khắc nghiệt, nóng bức, bỏng rát cũng là những cảm giác đa phần người dân thủ đô cảm nhận được trong những ngày này. Nắng nóng kéo dài đã khiến nhiều người dân mệt mỏi. Tay nắng lử lử đã ấy. Có khi nóng quá thì là phải đắp khăn mặt vào đầu. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiệt độ cao nhất hôm nay mùng 9 tháng 6 có thể đạt được là 39 độ C. Tuy nhiên thực tế người dân cảm nhận thì nhiệt độ nắng nóng hơn nhiều, thậm chí tại cùng một khung giờ nhưng ở những điểm đo khác nhau lại cho ra một kết quả khác nhau. Các cái công trình xây dựng ở trong đô thị đấy thì nó hấp thụ cái nhiệt, hấp thụ bức xạ rất lớn và nóng lên rất nhanh. Đó. Nhưng mà nó tỏa nhiệt cũng rất mạnh. Nếu nhiệt độ trong đều khí tượng đấy đo được là một chỉ số nào đó thì cộng thêm độ 5 đến 7 độ là có thể đoán được cái nhiệt độ ở ngoài trời. Thế còn đo ở trên mặt bê tông, trên mặt đất thì rất khác nhau, có thể chênh lệch hàng chục độ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Vì vậy, người dân cần đặc biệt lưu ý đến vấn đề này.
Thực hiện chương trình bố trí sắp xếp ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020, tỉnh Tuyên Quang đã di dời khẩn cấp và tổ chức tái định cư sắp xếp ổn định cho 106 hộ dân đang sinh sống trong vùng nguy hiểm khi có thiên tai xảy ra. 106 hộ được tái định cư đến nơi an toàn, gồm các hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cơ thiên tai nguy hiểm khẩn cấp tại 6 huyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, gồm huyện Lâm Bình 12 hộ, huyện Na Hàng 39 hộ, huyện Chiêm Hóa 41 hộ, huyện Hàm Yên 1 hộ, huyện Yên Sơn 10 hộ và huyện Sơn Dương 3 hộ. Hiện Tuyên Quang đã di chuyển được 80 hộ tới nơi ở mới, theo hình thức xen ghép, đạt trên 75% kế hoạch. Để kịp di rời các hộ còn lại ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm trước mùa mưa lũ, tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các sở ngành kiểm tra đôn đốc các địa phương thực hiện công tác di dân theo kế hoạch, đúng đối tượng, đúng chính sách của chương trình bố trí và ổn định dân cư năm 2020. Các huyện thị tiếp tục tập trung rà soát, lập quy hoạch thẩm định mức hỗ trợ người dân phải di chuyển đến nơi ở mới an toàn theo đúng kế hoạch. Các đối tượng chưa kịp di chuyển phải có giải pháp phòng tránh khi thiên tai xảy ra. Các huyện tập trung tạo việc làm cho người dân, chủ động lồng ghép dự án di dân với các chương trình dự án và nguồn vốn hợp pháp khác trên địa bàn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống cho nhân dân tại nơi ở mới. Hưởng ứng chủ trương nâng cấp mở rộng đường giao thông của huyện và xã, nhân dân xã Minh Tiến, huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên đã nhiệt tình hiến hơn 8.000 m2 đất thổ cư và nhiều công trình phụ tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ làm đường. Hiện nay trên địa bàn xã Minh Tiến đang thi công nâng cấp mở rộng hơn 6 km đường giao thông, trong đó có 1,7 km đường huyện và 4,4 km đường xã. Đối với các tuyến đường huyện quản lý, đã có hơn 80 hộ dân hiến 5.300 m2 đất. Đối với các tuyến đường do xã quản lý, đã có hơn 40 hộ hiến gần 3.000 m2 đất. Bên cạnh đó, các hộ dân còn phá dỡ hơn 6.000 m2 tường rào, mái tôn, chặt phá hơn 300 cây ăn quả, tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ làm đường. Sau khi được mở rộng, phần lớn các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Minh Tiến sẽ có chiều rộng 9 m, gồm 7 m mặt đường và 2 m rãnh thoát nước hai bên. Diện mạo giao thông thay đổi sẽ giúp cho việc đi lại, thông thương hàng hóa của nhân dân được thuận lợi, góp phần làm nên diện mạo nông thôn mới thêm khang trang, sạch đẹp. Gia đình nhà tôi là hiến tổng thể nó vào khoảng 115 m2, phá nhiều các công trình phụ đi để làm đường cho xã thôn phát triển kinh tế là lớn mạnh hơn. Bất chấp những cảnh báo về sự nguy hại khi lạm dụng rượu bia, nhiều người vẫn cứ chìm đắm trong ma men và coi nó như một thói quen không thể thiếu mỗi ngày. Uống quá nhiều rượu đã khiến cho sức khỏe suy kiệt, dẫn tới tình trạng rối loạn tâm thần, gây ra những hoang tưởng và ảo giác. Bệnh nhân Vũ Đồng Tá nhập viện trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, tinh thần hoảng loạn không kiểm soát, được đưa vào khoa cai nghiện tự nguyện và phục hồi chức năng Bệnh viện Tâm thần Kinh tỉnh điều trị chứng loạn thần. 41 tuổi, nhưng anh Tá đã có thâm niên trên 10 năm nghiện rượu. Ngày 3 bữa đều uống rượu. Nếu gặp bạn bè, chén chú chén anh, thì anh Tá cũng phải uống trên nửa lít rượu. Thường xuyên cũng hay uống, nhưng mà uống theo ra bữa thôi. Đôi khi là gặp bạn bè anh em thì hay tụ tập nhau uống là bị say. Nhà em nó uống lâu rồi cho nên nó không bỏ được, dẫn đến là tinh thần hoảng loạn, không kiểm soát được bản thân, cứ xông ra đường có cái ảo giác là thấy mọi người vây bắt mình ấy, cái sợ hãi ấy, như kiểu là gặp phải ma tà. Điều trị cùng khoa với anh Tá là bệnh nhân Vũ Sĩ Hoàng 61 tuổi. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, ông Hoàng đã 4 lần phải vào bệnh viện tâm thần kinh để điều trị chứng rối loạn tâm thần. Ngoài ra, do ông đã quá lạm dụng rượu bia gây biến chứng sang những bệnh khác như xơ gan, tiểu đường. Nói chung là từ năm 2004 đến bây giờ, tôi uống rất chi là nhiều rượu. Bữa một hiêu, sau rồi tôi lại đi làm được khoảng 1-2 tiếng sau tôi lại uống. Đấy chứ không phải là tôi uống 1-2 lít cùng một bữa. Chia nhỏ ra nó làm nhiều bữa trong ngày. Đã nghĩa sức khỏe của tôi là rất là khỏe, nhưng mà tôi vì tôi uống rượu, coi đến giờ là sức khỏe của tôi là quá yếu. Theo thống kê của Bệnh viện Tâm thần Kinh Hưng Yên, hiện bệnh viện đang điều trị cho trên 100 bệnh nhân, trong số đó có tới 1/3 số bệnh nhân đều bị loạn thần do rượu bia, và tỷ lệ này có chiều hướng tăng theo từng năm. Đa phần các bệnh nhân đều có tiền sử uống rượu từ 10 năm trở lên, có người uống rượu từ 25 đến 30 năm. Tỷ lệ bệnh nhân rối loạn tâm thần và hành vi do rượu so với năm trước là tăng khoảng 10%.
Các bệnh nhân khi nhập viện thì thường có những biểu hiện mất ngủ, kích động về ngôn ngữ và hành vi, đặc biệt là những có những hoang tưởng và ảo giác rất là rầm rộ, gây nguy hại đến bản thân và người thân và cộng đồng. Mặc dù đã biết tác hại của rượu bia, thế nhưng đa phần nam giới vẫn cứ tìm đến nó như một thú vui không thể thiếu trong mỗi cuộc giao lưu gặp gỡ. Và thực tế, đã có rất nhiều gia đình khốn khổ cũng chỉ vì rượu. Thời gian gần đây, dư luận phản ánh về tình trạng gia tăng các hoạt động khai thác vàng trái phép tại xã Minh Lương, huyện Văn Bản. Tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền địa phương lập lại trật tự và quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác tại đây. Đây là khai trường mỏ vàng Minh Lương, được phản ánh là điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai trong nhiều năm qua. Mỏ vàng này được cấp cho công ty cổ phần vàng Lào Cai, tuy nhiên giấy phép hết hạn từ tháng 3 năm 2019. Trong khi chờ cấp phép trở lại, doanh nghiệp đã buông lỏng quản lý, dẫn đến tình trạng khai thác bừa bãi tại đây. Hiện doanh nghiệp đã phối hợp với chính quyền xã để chấn chỉnh tình trạng này. Em thấy anh chụp đấy, em xem camera, anh chụp đấy. Anh nhà báo đúng không? Ừ. Gì vừa phải. Em biết cả đoàn rồi, em cho anh em nghỉ rồi, chẳng qua là thằng em này nó... Đâu ấy, em đi ăn cơm, nhân đi bật máy lên thôi. Tất cả những cái máy này... Nhưng mà ấy, anh em ấy, các anh vào đây, anh thứ nhất, là anh phải hỏi ai, anh có chụp thì chụp, nó thẳng luôn. Bởi vì anh em ra ngoài còn gặp nhau nhiều. Nói thật. Còn anh đi làm nhiệm vụ của cơ quan thôi. Còn vừa rồi có một cái đội vào đây ấy, là lấy Facebook, Facebook gì cho cái lán của em lên ấy, thì là em cũng không chẳng ngại đâu, bởi vì tất cả cái xã này anh cũng sát rồi. Nhưng mà vào đây phải hỏi chủ, hỏi hai anh em một câu đấy. Đây là chỗ làm ăn của em chứ không phải chỗ các anh chủ đâu. Huyện Văn Bàn cũng đã lập tổ công tác vào kiểm tra, tuyên truyền vận động người dân tháo dỡ các lán trại, máy móc, phương tiện khai thác trái phép, phối hợp với ngành điện ngừng cấp điện 3 pha cho 16 hộ dân đăng ký sử dụng điện để xay sát thóc gạo, nhưng thực chất là để nghiền sát quặng vàng trái phép. Thông tin một số cái báo chí ở đây phản đối một số cái là nó chưa đúng với sự thật. Vàng tạc cờ khai thác rầm rộ là nó là không có, chỉ là làm những cái lo mọ và đi nhặt thôi, đi nhặt để bới lại mấy hòn để kiếm đồng ra đồng vào mà có. Vậy tinh thần thì trên tinh thần là sự chỉ đạo của huyện ủy và ủy ban huyện Văn Bàn, thì chính quyền địa phương là cũng là tăng cường, tức là tuyên truyền vận động bà con dân không tham gia đào đáy ở người khác, vì là cái tình hình là ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến môi sinh môi trường, rồi ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Có những cái vấn đề là người dân là trong cái thời hạn là đang xin gia hạn giấy phép ấy, người dân có cái động thái là vào để gọi là mót lọ mọ mót các cái quặng vàng để về để có cái vấn đề là chế biến. Nhưng tuy nhiên là cái vấn đề này phải nói là cái vấn đề trách nhiệm công ty, nhưng tuy nhiên là chúng tôi vẫn là nắm bắt tình hình cũng như là đang có cái động thái phối hợp với công ty, giải pháp trong thời gian tới là sẽ tiếp tục vào để kiểm tra xem xét với công ty để có cái biện pháp xử lý. Tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các sở ngành địa phương, đơn vị phải sớm giải quyết những tồn động, hạn chế các dự án khai thác vàng gốc trên địa bàn huyện Văn Bàn nói riêng và các dự án khai thác khoáng sản nói chung, yêu cầu huyện Văn Bàn chỉ đạo lập phương án quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại khu vực mỏ vàng Minh Lương và các vùng đệm xung quanh mỏ, yêu cầu phải đẩy đuổi hết những người khai thác vàng trái phép, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Ngày 9 tháng 6, Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy liên tỉnh từ Điện Biên về qua địa bàn các huyện Chương Mỹ, Thạch Thất, Phúc Thọ, Sơn Tây đưa sang tỉnh Vĩnh Phúc để tiêu thụ. Trước đó, ngày 4 tháng 6, tại địa phận Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, các tổ công tác Công an huyện Phúc Thọ đã bắt quả tang các đối tượng gồm Hà Văn Thành, sinh năm 1977, ở phường Xuân Hòa, Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Ngọc Chiến, sinh năm 1990, phường Đồng Tâm, Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, và Đỗ Văn Tư, sinh năm 1974, ở thôn Diến Táo, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, Hà Nội, khi đang đi trên biển ô tô kiểm soát 31F6135. Tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 6 túi ni lông, bên trong chứa ma túy đá, có tổng trọng lượng là 6kg, 15 gói ni lông, metafetamin, tổng số là 3.000 viên, 2 gói ni lông bên trong mỗi túi chứa 225 viên nén hình tròn, màu hồng. Liên quan đến vụ án này, công an bắt giữ 3 đối tượng khác nhau, thu giữ số lượng ma túy hồng phiến, ketamin. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.